lắm. Cái này ngon không? Ngon không? Ngon. Ngon. Anh không có thích ăn cái món chè, cái nhà chè mà có nước cốt à, anh không có thích. À, để thử không nha, để giả bộ thử không nha. Le problème est du haut. Arrêtez, t'as le problème, c'est du haut. Du haut. Arrêtez. Je crois que... Oui, oui. Du haut fait, c'est ça? Du, je crois qu'il y a peut-être un accent sur le. Arrêtez. Nous avons. Où ça? Vanessa. Ah. Vanessa. La Nga nhẹ nhàng chút xíu La Khai. La Nga chơi nhẹ chút xíu rồi. Nó bị gì vậy? Lò nướng của cô ba bị hư rồi ông bà cô chú ơi. Lò nướng của cô ba bị hư rồi, cô ba hư rồi mà cô ba đá là banh luôn á cô ba. Nè. Vậy nó mở. Nè. Đúng rồi. Nè ça. Nó hơi bị mát thì sao? Mẹ sẽ salin tout ça, để xem phục tâm mà lẹ. Chắc có mèo á hả? Mèo rồi mà ba bà ơi. Cái này mua lâu quá chắc nó bị mát hay gì á, sắp bị hư rồi đó. Kiki. Moi. Ouais. Je prépare mon verre, j'ouvre le frigo. J'ouvre le frigo. Ça, de l'eau. Ah, c'est bien la santé de l'eau hein. Hôm nay là anh ship, anh ở nhà Thi, hồi sáng đi lên đây chừng hai đứa nhỏ cho Thi đi công việc. Rồi bây giờ ở đây, ngày mai mới về bên kia cả nhà. Cái này là người giữ trẻ của Thi đó. Ổng ở bên đây, ổng buồn á cả nhà. Trời đẹp đó, mà không có được đi ra ngoài vườn, ổng buồn. Thi xin chào cả nhà, xin chào bà cô chú đã trở lại với kênh Cô Mỹ Thi Cuộc Sống Pháp. Thi chuẩn bị đi vào bếp làm đồ ăn cho ba cha con nha cả nhà. Hôm nay Thi không có làm món Việt Nam, hôm nay Thi làm món này nè cả nhà. Món này là món mì á, Thi để nhà. Để làm sao? Thi để làm sao cô không có thấy chữ được hết á cả nhà ơi. Chữ nó bị lật ngược lên nè. Mì này á thì là của Ý mà như không phải loại mà mì Ý sợi nhỏ làm spaghetti nha cả nhà. Mì làm từ trứng với bột nè, mì tươi. Thì Thi sẽ làm với sốt cà chua và thịt bò bằm. Hôm nay là Thi làm món đó. Tại vì á Thi mua hẩm rài rồi mà tới ngày 31 tháng 5 là nó hết hạn sử dụng rồi, thành ra phải tranh thủ làm chứ không thôi là bỏ quên đó là bỏ luôn đó. Và Thi làm thì nói chung là cũng hơi tự chế tí xíu, ở trong tủ lạnh còn gì Thi làm đó. Còn thịt bò bằm, người còn sốt cà chua thì Thi làm chung cho tụi nhỏ với anh ship ăn. Thi á thì Thi không ăn cả nhà. Tại Thi không có thích lắm á. Thì thích món Việt Nam mà. Ăn với cá, với canh rồi vậy đó cả nhà. Với cơm, nói chung là ngày nào cũng cơm với cơm cơm thôi cả nhà ơi. Thôi cả nhà cùng vào bếp làm với Thi nha. Hôm nay thì ăn món Tây nha cả nhà. Mà như ăn tráng miệng là món Việt Nam, tráng miệng Việt Nam. Cả nhà đón được thử là món này là món gì chưa? Cái này là chè đậu đỏ. Thì có một hộp đậu đỏ người ta đã nấu chín sẵn rồi. Và một hộp nữa là hộp nước cốt dừa. Nói chung ở bên đây á thì toàn là mua cái đồ hộp người ta đã làm sẵn á cả nhà, nó rất là tiện. Nói chung mà được giống như bên Việt Nam, giống như dưới quê mình á thì nó thấy nó thiên nhiên, nó chắc ăn nó ngon hơn. Mà tại vì thì không có nhiều thời gian á cả nhà, bên đây nó vẫn có bán những cái loại đậu, đậu đậu khô á, đậu đỏ, đậu trắng, đậu xanh, nói chung đậu gì người ta cũng có bán hết trơn á. Mà như mình về mình phải chịu khó mình dành nhiều thời gian hơn để mình nấu chín đó. Còn Thi thì Thi muốn ăn cấp tốc. Cái Thi mua mấy cái hộp này nè, về cái trộn với nhau, rồi cái nấu hâm nóng lên, cái bỏ đường vô là ăn là ok. Cái loại này nè là người ta bỏ vô hộp á, người ta bảo quản là bằng cái cách là người ta để thêm muối vô á cả nhà. Thành ra nó cũng tự nhiên chứ người ta không có bỏ vô các chất bảo quản nhiều. Thành ra đó là nói chung ăn cũng không sao, Thi nghĩ như vậy cả nhà. Nói chung mình không có thời gian nhiều á, mình không có sự lựa chọn. Thôi, ăn đỡ cái này nha cả nhà.
Cái này là của Việt Nam mình đó nha cả nhà. Nó có ghi nè. Đó. No de coco du Việt Nam là nước cốt dừa của Việt Nam á cả nhà. Một sông phục sông vegetal là cả nhà là 100% tự nhiên đó. Này là của Việt Nam mình đó nha, rất là ngon luôn. Ba ba. Mama tại sao mama cứ tối ngày rồi ngồi ba kế một bên sát một bên đi đâu có dính trơn trời. Thôi ngồi đi như vậy là cũng được rồi. Chứ đâu có cần phải sát một bên là sao ba ăn. Hỡi gì vậy? Đây là Peachy. Ông là Peachy. Chúc cả nhà ngon miệng cùng gia đình Thi nha. Chúc cả nhà ngon miệng. Chúc cả nhà. Chúc cả nhà ăn ngon miệng. Ăn ngon miệng. À là vậy đó. Chúc cả nhà ăn ngon miệng. Ăn ngon miệng. Đúng rồi. Chúc cả nhà ăn. Bữa nay mẹ ăn mì là mì Ý mà ăn với đũa Việt Nam. Chơi. Để nuôi Italia mẹ ở với lại baguette Việt Nam nha. Thì ăn ít rồi đó nha. Chiều ra thì ăn không nổi. Để dành bụng mà ăn chè. J'ai dit je garde la place pour le dessert vietnamien. Thì nói tiếng Việt nha cả nhà, anh sếp anh không có hiểu đâu. Mấy cái món mà nấu với nước cốt dừa là anh không có thích. Để thử thôi cả anh ăn được không cả nhà. Thì nấu chè đậu đỏ với nước cốt dừa đó. Mẹ nói hiểu không? Quá là vui. Bây giờ ta làm việc nào mới ăn tôi còn phân đó. Xịt khi. Chào bác, chào bốc. Chào bốc ngon hả? Chào bốc ngon hả? Ngon. Ngon hả? Ngon hả bà? Ngon. Maman, d'accord Fatima, il me dit Clara. Oh, c'est pas grave. Quand tu vas là-bas. Si tu vas au Vietnam, si par exemple je fais des courses ou quelque chose, je ne suis pas à la maison. Je pense que tu vas utiliser le smartphone pour transpirer. Bah oui. Ah oui. Rồi hồi nãy con có đem đồ chơi lên hết không? Có làm mất cái nào giống như mỏm không? Mỗi lần đem đồ chơi xuống, con là cái người phải giữ đồ chơi của con không? Con chơi chung cho nó, con chơi chung với tụi nó xong rồi con phải đi lên là con phải dọn hết đồ chơi, phải không? Con nói tụi nó chơi xong rồi phải
phải dọn. Đứa nào á mà nó chơi á mà làm hư đồ chơi của con á là con nói á, chơi đồ chơi mà làm hư là mốt con không chơi chơi nữa, biết không? Con phải giữ đồ chơi của con. Nó dạy bạn nó nói tiếng Việt sang nhà. Trời ơi, nói chuyện tiếng Việt chưa xong nó mới dạy nó. Tu sei copina la vita po di nuovo vietnamiano, ma. Oui, je sais. Mais elle a tout à l'heure dit, je lui ai demandé par le vietnamien. Hey, yeah, yeah. Comment je suis née quand j'étais en France? Mais en France, mais... Mà như con là người Việt Nam, mẹ là Việt Nam mà con hiểu tiếng Việt rồi, mẹ biết là con hiểu tiếng Việt mà như con phải nói tiếng Việt nữa chứ. Thôi ơi, học chưa nói được nữa, cả nhà đi mình đi chỉ người ta. Tài lanh. Tắm. Cái gì? Tắm. Tắm, nói được từ tắm. 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 Ăn. Đi tắm, thì là gì là đi tắm. Vâng. Tắm. Cái này ngon không? Ngon không? Ừ, ngon. Ngon. Này, khoa. Lạnh. Khoa. Khoa sẽ lạnh. Lạnh. Ah bon, mais vient de sortir. Mais non, on le micro. Non, j'ai pas lancé comme micro. Ah bon? Maman, ăn xong rồi. Ăn xong rồi. Xong. Mẹ ăn xong. Xong rồi. Ba ăn xong rồi. Maman? Ba ăn xong rồi. Papa, tu reviens quand, toi? Dans 6 semaines. Ngày mai, ngày mai ba đi về xong rồi chiều thứ sáu ba lại rước ba mẹ con mình đi về bên ba. Vendredi, je vais chercher vendredi quand vous avez fini l'école. Rồi mình đi chợ luôn. Voilà, haricots, les haricots, les haricots aussi, c'est ça le dessert, on veut pas. Famille, c'est ça. Cái này chả đâu đâu. Haricots, haricots, nhanh nhanh. Ông không có thích cái em nữa cô. Nè 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 nè. Hình như cái món đậu đỏ này hình như bên Việt Nam mình chỉ làm chè với làm mấy cái món ngọt thôi, đâu có làm món mặn phải không cả nhà. Còn bên đây là người ta sử dụng để người ta làm món mặn. Chứ món ngọt là thì hình như thì chưa thấy gì. Ở Việt Nam á, surtout on fait le dessert avec haricot blanc, haricot rouge, haricot vert aussi. Non, haricot, on n'a pas le plat salé. Il y a eu, bah, peut-être en fait, je sais pas. Mais j'ai adoré. Non, non, je vais aller plus. On va Elle aime bien c'est des nouilles, des pâtes. Moi j'adore le chewing-gum aussi. Et pas je mange ça après le chewing-gum. Le chewing-gum c'est fort fou, la gigabule. Ok, un petit chewing-gum comme ça, tu n'as pas ça de gigabule. Ok.
Dommage car elle sait pas assez. Sarah, t'as déjà mangé? Non. Hein. Soupe à l'oignon. Non. Super bon. Soupe à l'oignon, je pense, on a déjà mangé, mais dans la boîte de conserve. Alors, oui, c'est dégueulasse. J'ai jamais acheté de la soupe à l'oignon dans une boîte de conserve pour moi. Mon père, il a fait. Super bien. Mais après, c'est encore pas. Rien du tout. Ah bon? Ça, en France, on boit ça quand on fait des grosses soirées, quand on boit beaucoup d'alcool. À la fin de la soirée, quand tout le monde a bu beaucoup et qu'on a faim, on mange pas. Pourquoi? Vous mangez ça? Ah, c'est habitué complètement. Non, mais tu peux manger normal. Hein. Mais si tu bois beaucoup d'alcool et tu manges ça, c'est meilleur. C'est plus facile. Ah. Ok. La première fois que j'ai entendu ça, je ne savais pas. Thầy Yên Sếp đang nói cái, ở trên cái chén là nó ghi chữ súp à loanyong á cả nhà. À loanyong đó là súp hành tây, củ hành tây người ta làm súp. Ở đây người ta làm súp xong người ta xay nhuyễn ra. Anh nói là anh rất là thích súp này mỗi khi mà... giống như mình làm tiệc tùng vậy mà qua một đêm mà mình ít ngủ rồi mình nhậu nhẹt rồi nhiều đó cả nhà thì bắt đầu ăn cái súp này cái ngày mai là mình khỏe hơn mình không bị bệnh nhiều. Để nói cho cả nhà nghe nè, buổi tối là mình không có nên ăn nhiều quá, mình ăn vừa đủ no thôi, ăn nhiều quá là tối ra mình ngủ nó khó ngủ, khó chịu cái bụng, phải không? Thấy giờ buổi trưa thì tụi con có thể ăn nhiều, ăn no thằng là no không sao. Mà như mình nên buổi tối mình nên ăn ít một xíu, biết không? Giống như cái bong bóng vậy đó, bà Long á. Mình thổi vô giống như mình đưa đồ ăn vô đó, mình thổi nhiều quá có lẽ cái bùm. Thành ra mình thổi vừa vừa thôi, mình ít rồi. Giống như cái nét tô ma, giống như cái bông tử vậy đó. Còn cái bông tử nó không có bể mà là đồ ăn ăn nhiều cái nó chèn lên cái tới cái cần cổ. Cái tối mình nằm xuống nhà, cái đồ ăn nó chèn lên trên đây, lỡ mình thở cái mình hít vô. Có khi mình ỏi ra giống như em bé vậy đó, giấc tối là người ta cũng cho nó uống nhiều. Je dis le soir, on mange moins que midi, c'est mieux. Comme le bébé, comme le soir, jamais donner à boire beaucoup de lait. Nói chung là hôm nay, attends, je vais parler quelques mots vietnamais. Nói chung là hôm nay thì gia đình Thi ăn đơn giản cả nhà, ăn nhanh gọn lẹ. Không có cái gì kì, cầu kỳ hết trơn á. Bữa nay hơi mệt, không có nấu gì nhiều hết á cả nhà ơi. Mẹ nói. Ừ. Mẹ mà mẹ không có thích bánh, làm bánh nhiều với mẹ không thích làm kẹo. Mẹ mong biết, mẹ mong biết. Và tại vì mẹ mong không muốn làm nhiều mình ăn nhiều không có tốt cho sức khỏe. Kẹo với bánh ăn vô nó đâu có được cái gì nhiều đâu, kẹo toàn là cái chất ngọt đường không, ăn vô ăn đường không à. Con thấy mấy cái con vật đó, nó không ăn kẹo nó có sống không? Mấy con vật nó không có chạy răng mà tại sao nó không bị sâu răng, mà tại sao người ta mình lại bị sâu răng? Mấy con vật rất ít sâu răng, tại sao? Tại nó không ăn bánh kẹo. Ta biết je parle les animaux ils ont pas les carrés mais nous les gens on a beaucoup de carré parce que pourquoi? Parce qu'on utilise une autre fesse. Les animaux n'utilisent pas d'autres fesses. Parce que les animaux ils mangent pas du carré. Parce que les animaux ils ne mangent pas les dents. Ông nói là mấy con vật nó không bị sâu răng, biết cả nhà biết tại sao? Tại vì nó không sử dụng, nó không chạy răng, nó không sử dụng kem đánh răng, thành ra nó không có bị sâu răng. Nguyên nhân là do kem đánh răng bị làm cho mình bị sâu răng.